lại tên họ đầy đủ của mình là Bùi Thị Tím. Năm nay Tím 43 tuổi, đang sống là làm việc tại Bình Chánh, Hồ Chí Minh. Và cái cơ duyên là Tím biết đến Tim Nguyên Nguyên 9319 là cũng nhờ bạn Thanh Vân chia sẻ và dẫn dắt. Thì trước khi Tím đến cái Tim Nguyên Nguyên 9319 thì Tím rất là nhiều cái sự cố về sức khỏe. Thì rất may là Vân So Ngọc Mỹ đã chia sẻ cho tụi Tím với hai dòng sản phẩm để mà thì tụi Tím cũng nhờ hai cái dòng sản phẩm để giúp cho toàn thể gia đình của Tím cải thiện về cái sức khỏe và sắc đẹp. Và Tím thấy cái dòng sản phẩm này quá tuyệt vời. Thì lúc đó thì Tiến mới tìm hiểu ở cơ hội trước đây có một cái chính sách trả thưởng rất là tuyệt vời. Thì lúc đó Tiến mới quyết tâm là đồng hành cùng với team Liên Minh 9319 để được cộng tác cùng tập đoàn trước đây. Thì Tiến nhắc vinh dự và hạnh phúc khi được là thành viên của team Liên Minh 9319 được với sự dẫn dắt của Vân So Ngọc Mỹ, Vân So Hồng Tâm, Vân So Bích Thủy. Và cũng không quên cảm ơn đến bạn Thanh Vân và bạn Anh đã và các cô chú anh chị trong đội đã hỗ trợ và giúp đỡ cho Quỳnh Tiến. Và Tiến rất là thích ở khi được đồng hành cùng với cơ hội hôm nay. Thì đầu tiên là Tiến được cải thiện về sức khỏe, thứ hai là Tiến được cái thời gian ở bên gia đình nhiều hơn, và đặc biệt là được thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai rất là đặc biệt. Thì trong cái đặc biệt là trong cái mùa Covid kéo dài đến 2 năm, thì cái công việc của Tiến là lúc trước là bán thịt bò thì không có bán được. Thì Tiến cũng nhờ trong cái mùa dịch này mà Tiến được cái nguồn thu nhập ở cơ hội tiếp nay đem đến để trang trải cho gia đình, và Tiến giúp được rất là nhiều người. Và Tiến phải nói là rất may mắn khi được là thành viên của Tiến, được học hỏi và một cái các anh chị các người đỡ đầu được những cái kiến thức vào rất là vô lượng để mà Tiến học hỏi, và Tiến được thay đổi về cái tính chất và cái tư duy để mà được như ngày hôm nay là toàn phải nhờ các người đỡ đầu đã dẫn dắt Tiến. Và Tiến xin gửi lời cảm ơn đến là giám đốc Học Mỹ, Vân So Hồng Tâm cũng như Vân So Bích Thủy và toàn thể cô chú anh chị em tiên viên 9319. Wow, rất là tuyệt vời đúng không? À, cảm ơn phần giao lưu chia sẻ của chị Bùi Tím rất là nhiều. Nhưng mà khoan, chị xin hãy nén lại sân khấu chút xíu đi ạ. Bởi vì có một số vấn đề Hiếu muốn giao lưu với chị một chút xíu. Đó là chị có một cái cảm giác như thế nào khi mình là một cái người hồi trước giờ mình kinh doanh truyền thống, mình bán thịt bò, nhưng mà ngày hôm nay một người bán thịt bò bước lên đấu trường quốc tế và cả thế giới đều biết, đúng không? Cả thế giới đều biết tôi đang làm được. Như vậy thì chị có cảm xúc như thế nào khi mình trước giờ là mình bán thịt bò nhưng mà bây giờ mình lại bước lên đấu trường quốc tế, và cái bí quyết của chị để một người bán thịt bò bước lên đấu trường quốc tế là gì, có thể chia sẻ với cả nhà đúng không ạ? Dạ, cảm ơn MC Minh Hiếu. Thì cái lúc mà cảm giác lúc đó mà được xứng danh trên cái hội trường mà để mà nhận cái giải thưởng thì phải nói là quá quá là mừng, quá là cảm xúc và cảm thấy mình quá là hạnh phúc khi được mà vinh danh nhận được hai cái giải thưởng. Thì nhìn lại thì mình cảm thấy nhận là thấy mình đã giúp được rất là nhiều người, mình mới được nhận những cái phần thưởng xứng đáng từ phía tập đoàn. Và Tiến xin cảm ơn những cái con so Hồng Tâm, con so Bích Thủy, con so Ngọc Mỹ đã dẫn dắt Tiến từ một người kinh doanh truyền thống mà để bước qua một cái kinh doanh hệ thống và giúp đỡ rất là nhiều người. Và Tiến sẽ nỗ lực hết mình để đạt được cái phần thưởng sắp tới của tập đoàn biết nay cùng với team Nguyên 9319 ạ. Tiến xin chân thành cảm ơn ạ. Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Cả nhà chúng ta hãy gửi cho